Kính thưa quý vị, chúng tôi Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và cùng với chúng tôi, Nguyễn Xuân Nam hân hạnh giới thiệu đến quý vị một người anh đấu tranh mà chúng tôi mới có dịp quen rất là gần đây. Trong thời gian vừa qua thì anh cũng lần đầu tiên xuất hiện trên làn sóng của chúng ta. Tên của anh là Nguyễn Đại Ngữ. Thưa quý vị, Nguyễn Đại Ngữ. Ngữ là ngôn ngữ, là tiếng nói, là âm giọng, và đại là lớn, là âm giọng anh cũng lớn lắm. Bạn bè chúng tôi, những người đấu tranh, như sáng nay thật sự bận bận việc quá, tôi không có nghĩ tôi gọi anh ngày hôm nay, tính để cuối tuần anh em nói chuyện. Nhưng nói chuyện của anh bạn tôi rất là đấu tranh, là anh Đỗ Hùng, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt Bắc California, một nhà đấu tranh rất là dữ dội trên phương diện cả nước và trên phương diện đảng phái. Thì hai anh em nói chuyện với nhau về nhiều vấn đề, thì trong đó anh có nhắc đến thích thú khi xem cái bài của người Đại Ngữ. Thì sau khi nói chuyện Hùng xong, tôi bóc để điện thoại để thăm người Đại Ngữ, thì hai anh em nói chuyện bắt đầu vô dây cà ra dưa hấu. Thì anh em đề cập đến cái chuyện cuộc nổi dậy của Tây Nguyên. Tôi hỏi anh có giờ không, anh được có chút thời giờ, tôi không có chút thời giờ, vậy tôi nói anh chúng ta sẽ nói chuyện khoảng 30-45 phút làm đi. Có thể đây là tô mì nóng hổi về tình hình thời sự rất nóng hổi, cái nó phù hợp. Sáng nay trong 30 tập chúng tôi có gửi đến một số bài viết về những bài bình luận trong nước về tình hình Tây Nguyên, trong nước cũng nhìn đủ thứ cách. Và hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị theo dõi một ý kiến của một người có thể nói là một đời đấu tranh. Anh Nguyễn Đại Ngữ ngày hôm nay đó, chúng tôi tin là anh có khoảng 48 năm. Trước đó thì làm sĩ quan miền Nam Việt Nam chúng ta không kể. Nhưng mà từ khi Việt Cộng lấy miền Nam, anh cũng đi tù cải tạo, rồi thả ra, rồi lại đi qua ngoại quốc, rồi hoạt động đảng phái, bôn ba tại nhiều nước Đông Nam Á và châu Á, để vì hai chữ Việt Nam, dân chủ và tự do. Nói chuyện với anh tôi có thao thức, và tôi học được chút xíu cái nhiệt tình của anh, khao khát trong một quê hương Việt Nam có tương lai, rạng danh nòi giống, được tự do, được hạnh phúc. Thưa quý vị, tôi không làm được như anh, nhưng tôi nghĩ rằng anh là một tấm gương mà thế hệ trẻ chúng ta cần noi theo. Thưa quý vị, và ngày hôm nay trong tình hình của đất nước như vậy, cái vụ sự kiện Tây Nguyên, thì chúng tôi muốn nói chuyện với anh. Và trước hết chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu anh cho quý vị một lần nữa: nhà tranh đấu, nhà hoạt động đảng phái Nguyễn Đại Ngữ. Xin mời, có thể chào quý vị Ngữ. Ừ, cảm ơn anh Nam rất là nhiều. Anh em mình hữu duyên thiên lý lại tương ngộ lại phải không? Tức Dạ là dạ vô duyên đối diện bất tương phùng, nhưng mà mình lại tương phùng có nghĩa là mình có duyên. Có dạ hai điều cảm ơn anh. Dạ chính. Điều đầu tiên là tôi không có đi tù cải tạo, tôi là tù binh. Yeah. Tù binh. Điều thứ hai là anh nhắc tới anh Đỗ Hùng. Anh Đỗ Hùng, mọi người đều phải ghi nhận những cái sự đóng góp của anh Đỗ Hùng vào trong cái công cuộc đấu tranh chung. Dĩ nhiên, Yeah. người thì giữ mặt trận truyền thống, người thì giữ mặt trận cộng đồng, rồi người thì giữ cái thế chính trị, và cũng có những tổ chức lại lại làm mạnh hơn. Nhưng mà chúng ta ở đây có những cái giới hạn về pháp lý, cho nên tôi từ bạo động cho tới êm dịu, cho tới mềm mỏng, cho tới chính trị, tôi làm tuốt hết. Làm tuốt. Nhưng mà mình phải, thưa anh, mình phải nhìn cái thực tại và nhìn cái thực tế của đất nước và những cái khả thi, những cái gì khi tôi nói như vậy có nghĩa là không phải là cái suy nghĩ và phương thức của tôi là đúng nhất, nhưng mà đó là giới hạn của tôi. Thì tôi sẽ Yeah. làm hết mình trong cái giới hạn đó, và biết đâu có những cái mặt trận, những cái phong trào sẽ có cái strategy khác, và những mặt trận, những phong trào trong nước lại có những cái phương thức khác.
Tại vì mình không ở trên cái, mình không ngồi trong cái chảo dầu sôi, cho nên mình không biết được cái đó. À, thưa anh. Vậy thì bây giờ chúng ta qua một chút intro để đi vào đề tài chính. Cái sự kiện Tây Nguyên đang được nói tới cách mạnh mẽ từ trong nước đến hải ngoại. Và cũng có rất nhiều quan điểm khác nhau, những phân tích khác nhau. Với anh, việc đầu tiên là theo anh, cái tin tức đến giờ này nó như thế nào? Và cái nhận định của anh ra sao thưa anh? Dạ thưa anh, tin tức thì chắc là nhờ cái phương tiện truyền thông bây giờ, chắc là những cái gì tôi biết thì là chắc anh Nam cũng đã biết rồi, bà con khán giả của chương trình của anh Nam cũng đều đã biết cả. Dĩ nhiên anh Nam có những cái gọi là những cái source riêng của anh Nam, và tôi cũng có những cái source riêng của tôi. Thành ra tôi nghĩ là trong giai đoạn này, chúng ta cần phải cẩn trọng. Cẩn trọng ở chỗ thứ nhất, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong suốt 48 năm rồi luôn luôn cố gắng tạo một cái hình ảnh, một cái viễn tượng nếu có sự bất ổn thì sẽ có đổ máu, và họ biết khai thác cái tinh thần, cái tâm lý không muốn có lộn xộn và không có muốn đổ máu nữa. Họ đang khai thác cái đó. Có nghĩa là sao? Họ đang khai thác cái đó, đồng thời lợi dụng vào cái chữ giống anh em mình có nói rồi đó, bỏ vào ngoặc kép chữ khủng bố. Thì đó là những cái vốn của họ, vốn về về media của họ, vốn về tuyên truyền của họ. Cho nên anh em mình, nếu cùng những anh em cùng đồng chí hướng với nhau đó, cần phải rất là cẩn trọng. Đó là cá nhân của tôi, thưa anh Nam, rất là cẩn trọng. Còn về vấn đề cao nguyên, vấn đề Tây Nguyên, thưa anh, cái đó là một cái điều gọi là ô son, cái đó chuyện quá cũ. Lý do là tất cả các chính quyền đều cần phải giải quyết cái gọi là indigenous people, cái mà gọi là dân tộc thiểu số. Bất cứ những cái nước nào mà có nằm vào tình trạng đó đều đều gặp trở ngại giải quyết cái đó. Và trong một buổi nói chuyện ngày hôm qua hôm kia, tôi có trong chương trình của Liên minh Dân tộc Việt Nam, chương trình truyền hình của Liên minh Dân tộc Việt Nam, tôi có trình bày với các anh em là vấn đề mà xung đột giữa sắc tộc nó có đã rất lâu. Nhưng mà quan trọng là chính quyền sở tại áp dụng một cái sách lược như thế nào để mà giải quyết vấn đề. Đối với tôi, đàn áp và vũ lực chỉ có tạo cho cái chảo dầu đang ấm trở thành sôi, và đất nước Việt Nam, người Việt Nam trong lúc này không cần cái đó, thưa thưa anh Nam. Và tôi cũng có, trong chương trình tôi cũng có trình bày là ở Mỹ này, thưa anh biết quá rành phải không ạ, cái conflict giữa giữa chính quyền liên bang và người Indian, người da đỏ rất là căng thẳng phải không thưa anh, và cuối cùng họ chính quyền liên bang có sức mạnh vũ khí, có sức mạnh tài chính, nhưng mà họ lại tìm ra một giải pháp, họ không giải quyết được bằng bạo lực, họ tìm ra giải pháp là phải có một cái giải quyết đối thoại, giải quyết để có được cái gọi là benefit package, cái quyền lợi để mà ổn định cái sự xung đột đó. Và chính quyền Hoa Kỳ tôi nghĩ không có hoàn hảo lắm, nhưng mà tôi nghĩ đã thành công trong vấn đề đó. Và trong chương trình đó tôi cũng có lời hơi 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 khôi hài một chút, là nếu hy vọng là nhà cầm quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ học được cái bài học từ cái kinh nghiệm của gọi là xung đột về dân tộc tính đó, thưa anh. Đó là cái nhận định của tôi. Thì cái chữ mà một cái chữ mà hình dung từ một cái metaphor thì
Nguyễn Đại Ngữ vừa nói mà có lẽ tôi dùng lấy làm tựa đề của bài nói chuyện này là vụ nổi loạn ở Tây Nguyên, chảo dầu đang ấm trở thành sôi. Hai cái metaphor ấm và sôi này nó rất là thú vị, bởi vì nó simplify, nó biểu nghĩa được cái tình trạng hiện nay từ Tây Nguyên đang bình thường, có những cái cuộc mà bực bên trong nào bị cướp đất, bị đàn áp, bị kỳ thị tôn giáo, bị đủ thứ hết á. Nhưng mà nó ấm rồi, nó đã có nóng nóng rồi, nhưng mà nó chưa có cái lúc nào nó sôi, và đây là cái dịp nó sôi. Thì theo anh tìm hiểu có cái gì bùng nổ cái sôi này, tại sao nó bỗng nhiên nó sôi như vậy? Thưa anh, cũng quá theo tôi hôm nay tôi được tiếp chuyện với anh Nam. Và đằng sau lưng tôi là cái official logo của Liên minh Dân tộc Việt Nam, cho nên anh Nam cho phép tôi được nói chuyện với tư cách là một thành viên của Liên minh Dân tộc Việt Nam, nếu mà không Chào trở mời, ngại. mời 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 anh. Dạ. Thưa anh, cảm ơn anh đã hiểu được cái metaphor của tôi về cái ấm mà trở thành sôi, chứ không phải là lạnh và phải nấu để thành nóng hay là sôi. Ngay cả lực lượng an ninh của Việt Nam cũng đều có những cái huấn luyện và những cái cảnh giác. Ở Việt Nam có ba điểm nóng, thưa anh nào. Điểm nóng đó là Tây Bắc của Bắc Bộ, những người dân Tày, những người dân Hờ Mon, những người Thái, Thái trắng, Thái đen ở vùng Tây Bắc Bắc Bộ. Đó là một điểm nóng. Điểm nóng thứ hai là vùng ba biên giới. Và điểm nóng thứ ba là Tây Nam Nam Bộ. Tôi muốn dùng cái chữ để mình hiểu. Và dĩ nhiên cái chương trình này có nhiều bà con anh em, các cháu mình trong nước Việt Nam lắng nghe, thì mình cũng nên thay vì là Nam phần, tôi dùng chữ Nam Bộ để nó có sự để cái để chuyển tải cái ý của mình effective hơn. Thì như vậy anh thấy rằng ba cái điểm đó có phải là có một cái trùng hợp rất là ngẫu nhiên, thưa anh Nam? Ba điểm đó là ba điểm tụ tập của rất nhiều và gần như đa số của 54 sắc tộc dân thiểu số tại Việt Nam. Ở miền Tây Nam Nam Bộ thì là có Campuchia Krom, rồi miền Trung thì Ra Đê, rồi trong lịch sử anh nhớ là Phun Rô. Và tôi có thể nói vậy là tại vì tổ chức của tôi ở trong nước, khi tôi còn ở trong nước cũng làm việc chặt chẽ với lại mấy anh ở bên Phun Rô, cho nên cái đó là cái điểm nóng. Và Việt Nam thấy cái điểm nóng đó, cái đáng tiếc là họ họ không nghiên cứu lịch sử của những nước gặp trường hợp như vậy về xung khắc về sắc tộc để có một giải pháp, thay vì là sử dụng bạo lực để làm cho cái dầu đang nóng trở thành sôi, thưa anh Nam. Campuchia Krom ngày hôm qua cũng đã có một Liên minh Dân tộc Việt Nam cũng đã có thông cáo báo chí 5 ngôn ngữ khác nhau để mà gửi đến các cơ quan liên quan. Và Campuchia Krom ngày hôm qua cũng đã có một cái thông cáo báo chí phản đối sự đàn áp và những cái áp lực của nhà nước Việt Nam lên cái cộng đồng Campuchia Krom ở Tây Nam Nam Bộ. Rồi Trung Nguyên, vùng ba biên giới lại như vậy. Và rồi đồng thời ở miền Bắc cũng dân Tày, dân Thái, dân Hờ Mon cũng có những cái rục rịch. Tôi chỉ xin anh để trong cái ngoặc kép chữ rục rịch. Như vậy đây đây là một cái chưa bao giờ, theo tôi nghĩ trong 48 năm vừa rồi, năm 2001, 2002, 2004, 2008, dân
các dân tộc thiểu số đã có những cái phản đối rất là có tầm cỡ. Nhưng mà theo cá nhân của tôi, thưa anh Nam, 48 năm đây là lần đầu tiên, nếu dựa theo những tin tức của nhà nước Việt Nam thì anh hiểu rồi, phải không anh Nam? Thường thường cái nào bất lợi thì mình giảm con số xuống. Ví dụ bên ta hy sinh 1.000, bên địch 100, thì bây giờ mình đổi lại là bên ta đã anh dũng hy sinh 20 và bên địch đã chết cả một tiểu đoàn đại khái vậy đó. Tức là nếu mà dựa theo cái gọi là cái thói quen lịch sử về vấn đề tuyên truyền, và dựa theo những cái dữ liệu chính thức của nhà nước Việt Nam, thì tôi đánh giá đây là một sự việc tương đối quan trọng, và hy vọng rằng Liên minh Dân tộc Việt Nam, thưa anh Nam, đã có cái thông cáo báo chí đó, và hy vọng rằng là phải bình tĩnh khi chúng tôi nhận thấy đây là một cái dấu hiệu bạo động. Chúng tôi rất là quan ngại, rất là quan ngại, rất rất là quan ngại, và hy vọng rằng là có những giải pháp dựa trên hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời dựa trên những cái luật pháp quốc tế mà chính nhà nước Việt Nam là một thành viên và đã chấp nhận để giải quyết vấn đề, thưa anh ạ. Ý anh nói rằng hiện nay có thể Hà Nội sẽ trả thù, sẽ có đàn áp, và cái lời nói đó đang tìm một cách ngăn chặn lại cái hành động ra tay đàn áp của Hà Nội, thanh toán, thanh trừng của Hà Nội đối với những người nổi dậy. Có phải anh đang định hướng vào vấn đề đó không? Dạ thưa anh, tôi không không muốn trả lời là đúng tôi đang định hướng về vấn đề đó, hay là không, tôi không định hướng về vấn đề đó. Nhưng cái quan trọng ở đây là chúng ta phải nhìn cái lịch sử của vùng cao nguyên, thưa anh Nam. Năm 1975, vùng cao nguyên, gọi là vùng cao đó, dân số của người dân tộc thiểu số khoảng bảy mấy phần trăm, cho 75% đi, phải không ạ? Thì sau 48 năm, anh quá biết rồi, Trung Cộng đã lấn áp Thái Lan như thế nào bằng cách đồng hóa về dân số, Trung Cộng lấn áp Campuchia bằng cách nào, lấn áp đồng hóa về dân số, có con đời thứ nhất là nửa nửa Tàu nửa Campuchia, thì đời thứ hai là Tàu Tàu Campuchia, rồi đời thứ ba, đại khái đó đó là cái sự đồng hóa, một cái sách lược đồng hóa rất là nguy hiểm. Và thưa anh, năm 1975, dĩ nhiên trước đó cũng có những cái xung đột giữa chính quyền, nhưng mà chính quyền miền Nam đã tìm được một giải pháp để mà tôn trọng sự độc lập về giá trị phong tục và văn hóa, và cái hiện tình về kỹ nghệ hồi đó cũng chưa có lớn lắm, cho nên có thể giải quyết được những vấn đề đó. Sau năm 75, từ 75% dân số của người dân tộc thì hiện bây giờ đó lại flip ngược lại, 75% là người Kinh, mà đại đa số là người Kinh từ vùng Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Thanh Nghệ Tĩnh đó, đại đa số. Tôi nghĩ cái đó là cái mà chúng ta không mang đôi giày của những người anh em dân tộc thiểu số, nhưng mà nếu mà chúng ta tưởng tượng chúng ta mang đôi giày của anh dân tộc thiểu số, thì chúng ta cảm thấy có một cái sự lấn chiếm nào đó, phải không thưa anh Nam? Dạ đúng rồi, dạ. Đó, Cảm thấy bất an. cảm thấy bất an và cảm thấy Bất mãn. như và một sự lọc máu về lãnh đạo và một sự lọc máu của cái đời sống rất là bình giản. Tại vì khi tôi ở, anh nhớ miền Nam có một bà em Pleiku má đỏ môi hồng, phải không ạ? Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây mây chiều quanh năm mùa đông. Đấy không? Đúng không? Cái mộc mạc đó, và cái lãng mạn đó,
dân dân kinh mình có cái lãng mạn của dân kinh mình, và người dân tộc tôi có lãng mạn của người dân tộc. Thành ra tiếc rằng là nhà nước Việt Nam đã không thấy được cái tế nhị đó, và chỉ trên đà thừa thắng xông lên để mà mình bỏ hai chữ ngoặc kép này, lấn đất giành dân. Cái đó thì anh em quá rành rồi phải không ạ? Thì từ cái chỗ mà 75% dân số là dân nội địa, đổi một cái rầm qua là bây giờ 75% là dân nhập cư, thì cái tình trạng tâm lý bắt buộc phải có sự bất ổn, và bắt buộc phải có cảm thấy là bị lấn chiếm, nếu không có nhà nước, không có một Việt Nam không có một kế hoạch nào đó. Thành ra với vị trí nhìn của Liên minh Dân tộc Việt Nam thì chúng tôi nghĩ rằng, thưa anh Nam, phải có một giải pháp. Và liên minh riêng về Liên minh Dân tộc Việt Nam thì yểm trợ cho một cái giải pháp là tìm một cái phương thức giải quyết xã hội trên căn bản tôn trọng hiến pháp của Việt Nam, và chứ không phải là ô hay là không phải là hay là hiến pháp Việt Nam và những cái luật pháp quốc tế, mà tôi không không xa lạ gì đối với nhà nước Việt Nam, vì họ là thành viên của Liên Quốc, họ phải tôn trọng cái Declaration 1948 của Liên Quốc, rồi những điều trong điều 25, điều 27 của hiến pháp Việt Nam xác định rất rõ ràng: mọi người dân được quyền tham chính, mọi người dân được quyền ứng cử bầu cử, phải không thưa anh em? Chúng tôi chỉ kêu gọi đó. Nhưng mà điều này quan trọng thưa anh em, đó là vị trí chính trị của Liên minh Dân tộc Việt Nam, nhưng mà không có nghĩa rằng một cái mặt trận, một tập thể nào đó ở trong nước họ sống, họ đứng, họ đang bơi lội trong cái chảo dầu nóng đó. Thì tôi, Liên minh Dân tộc Việt Nam, anh Nam, tất cả mọi người chúng ta không được quyền cấm họ phải tìm mọi cách để vượt ra khỏi cái chảo dầu đó. Chúng ta không được quyền đó. Nhưng mà ở cái phạm trù của mình, chúng ta được quyền vận động trong khả năng pháp lý của mình. Thưa anh Nam. Nhưng mà đó là cách anh nói, Dạ. đó là quan điểm của anh. Dạ. Nhưng mà cho tới bây giờ thì Hà Nội không làm như vậy. Dạ đúng, Hà Nội không làm như vậy. Như tôi đã nói đó anh, tôi rất rất đáng tiếc là nhà nước Việt Nam đã giải quyết sự bạo động, sự vung lên bạo động bằng vũ lực và bạo động. Và những cái dữ liệu vừa rồi trên hệ thống truyền thông mạng, vì đó là duy nhất, thì chúng ta thấy rằng là nhà nước Việt Nam đã sử dụng những cái phản ứng để mà bình bình yên lại cái vấn đề khủng bố bằng những cái phản ứng còn hơn cả khủng bố, còn hơn cả khủng bố nữa. Thì như vậy rõ ràng là chảo dầu đang nóng, đang ấm, từ từ nóng lên, nhưng mà vô hình chung nhà nước Việt Nam đã đốt củi để làm cho chảo dầu nó nóng hơn và sôi lên. Và khi sôi lên thì với tư cách của Liên minh Dân tộc Việt Nam, với tư cách cá nhân của tôi không thể nói rằng là ô các anh, các mặt trận ở trong nước, các anh phải như vậy, phải như thế kia, tại vì tôi không có bơi trong cái chảo dầu sôi đó thưa anh. Và họ được quyền có phản ứng là tại vì sao? Phản ứng của họ là phản ứng của công dân Việt Nam. Chúng ta là con dân Việt Nam thôi thưa anh nào. Chúng ta là con dân Việt Nam, chúng ta có cái giới hạn để yểm trợ cho anh em của mình trong nước, những công dân Việt Nam. Nhưng mà công dân Việt Nam họ sống trên chảo dầu, đang bơi lội trong chảo dầu, thì tôi không có dám dạy đời hay là như là một nhà chính trị gia hay là gì đó để mà
để mà yểm trợ, để mà khuyên họ phải như thế này thế nọ. Là tại vì tôi nhìn lại quá khứ của tôi, năm 1976, tôi rất là phẫn uất và chúng tôi sẵn sàng để làm bất cứ những cái công việc nào, dù bạo động hay không bạo động, để tìm được cái tự do và dân chủ. Thì họ có lý do của họ, nhưng mà mình phải làm hết mình trong cái phạm trù pháp lý của mình, thưa anh Hùng. À, thưa 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 anh à. Rồi. Vậy thì nếu họ đi với cái gia tốc phản ứng như vậy, một bên là tự vệ, phản ứng tự vệ như người dân tộc thiểu số, một bên là tự ái và chứng tỏ sức mạnh, phản ứng theo kiểu kể cả như Hà Nội, và tốc độ hành đi hiện nay thì nó dẫn đi về đâu thưa? À, như tôi đã nói đó, là trong 48 năm, cái sự cái chảo dầu đó nó đã ấm từ trước 1975 và nó ấm hơn sau 1975. Và 48 năm rồi nó cứ nóng lên rồi nó ấm lại, chưa bao giờ nguội cả thưa anh. Thì đây là một cái sự kiện gần như là lớn nhất trong vòng 48 năm. Tại vì đây là lần đầu tiên nhà nước Việt Nam huy động một lực lượng quân sự gần như là một cuộc chiến tranh thưa anh em. Gần như là một cuộc chiến tranh. Thì cái đó là một cái dấu hiệu, nếu mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lực lượng an ninh Việt Nam không nhìn thấy và không học được cái giải pháp để giải quyết vấn đề xung đột về sắc tộc của những nước khác, thì chính Anh chờ em khoảng chừng 15 phút và lại nha. Anh chờ em. chính nhà nước Việt Nam tự mình đặt đất nước vào một cái tình trạng rất là nguy cấp thưa anh. Nếu như vậy mà tới khi Tây Bắc Bắc Bộ rồi Tây Nam Nam Bộ cùng đồng loạt lên thì như thế nào? Và nếu có sự bất ổn chính trị thì vấn đề đầu tư của thế giới sẽ như thế nào? Đó là những câu hỏi tôi không có xác định kết quả. Đó là những câu hỏi mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần phải nhìn thấy và tìm cái giải pháp cho mình. Phải tìm giải pháp để mà đáp ứng cái quyền lợi một cách công bằng với nhau, áp dụng pháp lý, áp dụng hiến pháp, hay là tìm một giải pháp để mà hạ cánh an toàn, để trả lại cái quyền dân tộc tự quyết cho dân Việt Nam. Tôi không biết, cái đó là những cái câu hỏi tôi với anh không? Thực sự trong suốt mà chúng ta theo dõi cái việc phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam á, thì nó chưa qua cái giai đoạn học nói. Tôi dùng cái từ chưa qua được giai đoạn học nói, con nít mà mới mới bắt đầu học nói. Trước khi nó có ý thức nói theo giọng của mình, nói theo cái trào lưu của thế giới và dân tộc, thì nó ngọng nghịu mà nó nghe nghe gì nói đó. Tôi cho ví dụ không nói ngoa. Chúng ta thấy tựa đề mọi văn bản họ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Một đứa con nít 3 tuổi bây giờ biết rằng Việt Nam có tự do hay không? Đúng không? đúng. Và một đứa 3 tuổi biết là Việt Nam có hạnh phúc hay không? Đúng không? Dạ đúng. Và như vậy thì tại sao họ biết câu đó? Tại vì họ mới tập nói, họ nghe cái gì họ viết xuống. Chứ họ không có suy nghĩ. Họ biết thực tế mình là ai hết. Và cái hiến pháp của họ cũng vậy. Họ ghi trong trong tuyên ngôn độc lập cũng là ăn Rất cắp là của nước đẹp, Mỹ. rất là Tuyên đẹp. ngôn độc lập họ không học nói, là họ ăn cắp của nước Mỹ, chút chỗ này nhái theo nước Mỹ, chút chỗ kia nhái nước Tây phương, chút chỗ nào. Thì thực sự đó là đứa bé học nói, nó nghe cái gì nó nói cái đó, nó chẳng có suy nghĩ quái gì. Đó là trình độ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam up to now. Và cái trong cái mô típ của như vậy, up to now thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ luôn luôn cho mình là thế mạnh, là thế đúng. Và cái gì đi ngược lại anh đó, để dùng bạo lực của cách mạng để chống bạo lực phản cách mạng. Cái câu nó nằm trong đầu các anh nè. Dạ Cái đúng. câu đó từ Lenin nói mà nó nằm trong đầu các anh nè. Hãy dùng bạo lực cách mạng để chống bạo lực phản cách mạng. Và cái Tôi cách đối xử đồng bào Tây Nguyên hiện nay nằm trong cái mô thức đó, nằm trong mô típ cũng là đứa họ lớp 3 học nói. Mới một đứa 3 tuổi học nói. Như vậy cái điều đầu tiên mà chúng ta đòi hỏi Đảng Cộng sản Nam lớn lên mà thành người đó, nó làm chưa được cho đến giờ phút này.
Dạ đúng như vậy thưa anh Nam. Như cái buổi nói chuyện vừa rồi của anh em mình, tôi nhớ có một câu phản anh. Tôi nói là có hai cái ví dụ trong cuộc sống của tôi khi ông Thượng úy Ngọc Phỉ viết là tôi nói là chủng úy và lấy ngón tay để mà lăn dấu tay đó thì đó là một cái ví dụ mà tôi có ví von với anh là tôi không nói họ vô học nhưng mà có thể họ ít học và ít học không phải là điều xấu hay là điều tốt nhưng mà ít học thì có triển vọng trong cái cuộc sống và trong cái hành xử và trong cái nhân sinh quán có những cái phản ứng nó không được có học lắm. Thì cái Thì chuyện đó chuyện đúng anh. cái đó là cái điều mà cả thế giới đang nhìn xem và họ sẽ evaluate Dạ đúng như vậy, cái sự đúng. phản ứng của Hà Nội như thế nào. Dạ thưa anh, Nước nào cũng có, nước nào cũng có những cái thành phần chống đối, dạ kể đúng. cả Mỹ, thành phần chống đối cũng kinh khủng lắm. Nước nào cũng có thành phần chống đối, và khi xảy ra một sự kiện là người ta coi thử cái phản ứng của chính quyền như thế nào, hành xử của chính quyền nào. Cái đó nó make the difference giữa người và loài vật. Dạ đúng Thì như vậy. coi thử Hà Nội có phản ứng ra con người không, đặc biệt là con người văn minh nữa, mà đất nước pháp trị không, đó là một vấn đề khác. Thì cho nên chúng ta cả thế giới đang nhìn vào coi phản ứng của Hà Nội và cho điểm Hà Nội con F hay con A, thì chúng ta sẽ chờ đợi cái kết quả của cái sự phản ứng Anh đó. đúng 100%. Cộng đồng thế giới đang theo dõi cái phản ứng, phải không ạ? Và cộng đồng thế giới sẽ không mang quân đến để mà ổn định thế này thế nọ, nhưng cái giá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải thấy cái giá họ đã quá giàu rồi, họ là những tư bản đỏ rồi thưa anh Nam. Chỉ có người dân là khổ thôi. Nếu mà cộng đồng thế giới đánh giá thấp về cái hành xử của chính quyền hay là nhà cầm quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cái giá sẽ trả là gì thưa anh? Cái sự isolation, economic isolation. Cái đó là đầu tiên, về 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 gọi là vấn đề gọi là rút lui về kinh tế, không có đầu tư về kinh tế thì ai là người sẽ trả giá cái đó thưa anh? Có phải là người dân của Việt Nam không? Hay là một một người cán bộ có đủ khả năng tài chánh để ăn một miếng thịt bò giác vàng? Hay là có một hay người dân Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng về sự cô lập về kinh tế và bất ổn về xã hội? Hay là một anh cán bộ có một cái đầy tớ của nhân dân đang có một cái tòa biệt thự còn hơn cả điện mặt xây thưa anh đó, đó là... Cái một câu hỏi mà tôi nghĩ Hà Nội nên tự trả lời. Tôi đọc trên báo chí các nơi họ nói thế này. Thông thường đó, thì nếu một người nào ra tay bắn chết người khác đó, thì xã hội sẽ nguyền rủa người bắn chết. Xã hội sẽ bênh vực nạn nhân. Xã hội sẽ đứng về phía người bị hạ sát, bị chết. Vậy tại sao trong trường hợp này gần như toàn bộ dư luận của hải ngoại và rất đông dư luận trong nước đứng về người người đồng bào Tây Nguyên, người đã ra tay nổ súng? Tại sao cái nghịch lý này Hà Nội không giải quyết được, cái nghịch lý này không hiểu được, nghịch lý này thì không có đáp án đúng, không có cách lời giải đúng. Bây giờ thưa anh, vì cái tương lai của đất nước của mình, đất nước mẹ của mình, thì tôi mong mong là nhà cầm quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ thấy vấn đề đó và như tôi đã nói sẽ học được cách hành xử và giải pháp cho sự xung đột về sắc tộc. Cái đó rất là quan trọng. Nhưng mà thưa anh, mình nói positive như vậy nhưng mình cũng thấy cái negative của nó. Cái negative của cái sự việc ở chỗ là nếu không có bạo lực thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống lãnh đạo Việt Nam còn có cái gì thưa anh Nam?
Thì để bây giờ mình nói ra, nói là người dân là chủ, phải không ạ? Chính quyền là đầy tớ, cán bộ là đầy tớ. Đó là trên, gọi là trên lý thuyết. Thực tế thì là cán bộ là sống trong những cái điều kiện rất là xa hoa, tạm cho người dân, người chủ sử dụng, tạm cho người chủ, và người chủ sẽ có ngày, và cái ngày đó thì do người dân muốn lấy lại hay không lấy lại thôi. Nhưng mà trở lại câu hỏi của anh đó, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì chỉ còn một cách để bảo vệ cái quyền lực và quyền lợi, đó là bạo lực, phải không ạ, và sức mạnh, thì nếu mà họ chỉ có chừng đó thì chắc chắn họ sẽ sử dụng như vậy. Nhưng mà áp lực, nếu áp lực kinh tế tới, áp lực thế giới, áp lực kinh tế vì sự bất ổn đã đưa tới cái áp lực đó, áp lực kinh tế và đồng tiền, cái gọi là bottom line, phải không anh? Cái bottom line, nếu mà bottom line cái kết quả về kinh tế đó ảnh hưởng quá nặng đến Việt Nam thì thưa anh, tức nước vỡ bờ, tức nước vỡ bờ. Người dân, những người ở trong chảo dầu sôi đó, đó nếu họ không vượt thoát ra được, họ sẽ nói theo tiếng người Trung đó thưa anh, là múc cái dầu sôi đó để tạt lên những người đang châm lửa. Cái metaphor của tôi là như vậy. Thì mình không thể lường đoán được cái đó. Và người có thể lường đoán được cái phản ứng đó đó là nhà cầm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và nếu họ lường đoán được cái đó và họ thấy rằng là cái quyền lợi vật chất và quyền lực quan trọng hơn là sự ổn định xã hội, quan trọng hơn là áp lực kinh tế, quan trọng hơn là đời sống của người dân, thì họ là kẻ thắng mà, họ đang nắm quyền lực mà, họ có thể làm cái đó. Nhưng mà cái giá phải trả, tôi chỉ muốn nói trong bốn chữ trong ngoặc kép thôi thưa anh, tức nước vỡ bờ, và hy vọng sẽ không có cái đó. Sao vậy, chúng tôi xem cái vụ này, chúng tôi nói đùa giống như một cái công án trong cái những người đi tu thiền công đó, nó có công án là cũng một cái bài tập trí tuệ, bài tập nhận thức, thì người đi tu tìm cái chân lý, giống như ông Archimedes, ông Eureka, về thấy rồi biết rồi khi ông phát hiện sức đẩy của nước. Cái người đi tu tìm chân lý, tìm giác ngộ. Còn người lãnh đạo thì phải tìm được gì? Một đất nước bình ổn và cùng đoàn kết phát triển. Thì nếu lấy đó là thước đo của cái mục tiêu để làm việc, mục tiêu của chính quyền, thì cái hành động vừa rồi của Bộ Công an, tôi cho rằng hành động côn đồ và ngu xuẩn. Họ đang làm, tôi thì tôi Tôi nói thẳng, không 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 không, không giấu giếm, tôi cho rằng đồng quốc tế đang nhìn, cả thế giới đang nhìn cái trình độ, cái cách cư xử Việt Nam, giống như bài toán á, ra một bài toán cái đề hơi khó, họ coi từ Hà Nội giải thế nào. Thì cho đến giờ cái cách mà Hà Nội đang giải theo tôi không giải quyết được vấn đề và tạo ra vấn đề tiếp, không những không giải quyết được vấn đề mà còn tạo ra vấn đề tiếp. Vậy người Tây Nguyên họ có phục cái cách giải quyết của Hà Nội không? Người dân hải ngoại có phục cách giải quyết Hà Nội không? Người dân trong nước họ có bằng lòng cách giải quyết Hà Nội không? Hay là chống đối tiếp, phản đối tiếp, và họ coi những người đã nổ súng đó là những anh hùng của dân tộc và đất nước, những kẻ tử vì đạo, thì nó trên chiều hướng đó thưa anh nào, trên chiều hướng đó. nó là những người anh hùng của đất nước, là người tử vì đạo, thì cái việc anh đổ dầu cho những người anh hùng của đất nước và tử vì đạo, thì cái dư luận phản ứng nó sẽ rất kinh hoàng, kể trong nước lẫn quốc tế. Chúng ta sẽ nghĩ gì? Tòa án Nhân quyền Liên Quốc nó để yên vụ này, có các phong trào đấu tranh hải ngoại, các đảng phái hải ngoại để yên vụ này, các người thao thức của tương lai dân tộc của đất nước để yên vụ này. Và như vậy thì anh chỉ dùng cai trị trên mã tấu
cai trị trên nòng súng AK thì anh cầm được chính quyền bao lâu? Tôi cho là Hà Nội đang đi sai đường. Những cái nhân vật mà đứng giải quyết vụ này như Tô Lâm mà đứng giải quyết thì nó là thằng ngu xuẩn, không có đường, không có đầu làm giải quyết quái gì được. Đấy không? Tôi mong là tôi có được ở một cái vị trí để mà nói hết cái ngôn ngữ mà tôi đang kèm ở trong 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 ngực của tôi. Dạ, rất rất cảm ơn anh. Thì chúng ta đồng nói với nhau, chúng ta đồng nói với nhau. Thì thưa như vậy, thì trước khi chia tay cái đề tài ngày hôm nay, thì để cái tín hiệu người ta có một signal không nói, thì Hà Nội cứ tưởng là họ làm mà không ai biết, không ai đánh giá được họ, họ làm đúng. Thì phải có những tiếng nói mạnh từ hải ngoại, phải có những tiếng nói balance lại, quân bình lại cái thế trận. Thì chúng tôi đang phải làm cái nhân vật đó, là speak out một cách thẳng thắn, cho rằng đó là cách giải quyết ngu xuẩn và cái hậu quả nó lớn hơn là cái kết quả tốt đẹp. À, Thì thưa thưa anh Nam, nếu không phải là nếu nữa, những anh em dân tộc thiểu số là một thành phần của dân tộc Việt Nam, họ xây dựng họ này nọ và phải hiểu cái tâm lý và cái phong tục sống của họ để tìm giải pháp, chứ không phải là đun để cái dầu nó sôi lên và thưa cái anh, đó tôi anh không biết cái hoàn hiểu toàn dân tộc không thiểu đúng. số nhiều hay ít, nhưng mà Nam thì Nam nói thế này: sau năm 1975, về dựng Nam trở thành người dân tộc thiểu số vì bị đi kinh tế mới mà, và đã, bây giờ dựng Nam là mục sư ở Tây Nguyên, về Nam cái nhà trở thành cái nhà nhà thờ của người Tin Lành ở Tây Nguyên. Và thưa quý vị, họ sống rất nghèo khổ, họ sống rất nghèo khổ. Và tôi hồi nhỏ, khi sau năm 75, mẹ tôi, ba tôi bị thương, phải không? Bị stroke, và mẹ tôi phải đi buôn bán tảo tần, gánh từng cái bí cái bầu từ Tây Nguyên về đồng bằng để bán kiếm tiền thuốc mang mẹ ba tôi. Thì tôi đi làm củi, tôi đi gánh bí gánh bầu mẹ tôi. Tôi thương người dân tộc bởi vì họ rất là tốt. Đúng không? Họ rất là tốt. Do vậy, ngày hôm nay họ bị đàn áp, chúng tôi không thể đứng yên được. Thưa anh Nam, cái câu trả lời vừa rồi của anh không phải sự trình bày của anh vừa rồi đó. Tôi chỉ ghi nhận rất là ngắn thôi, giống như anh nói là trong một ông giảng sư giảng cả mấy tiếng đồng hồ, mình chỉ gọi là capture được một cái nốt nhỏ thôi. Và vừa rồi của anh, cái câu mà tôi capture là đúng. Chúng ta không thể lặng yên, ngồi yên. Và cái ngồi không ngồi yên đó có nhiều cách. Anh Nam có cách là sẽ sử dụng cái hệ thống truyền thông của mình để chuyển tải cái sự không ngồi yên đó càng nhiều càng tốt. Liên minh dân tộc Việt Nam sẽ chuyển tải sự không ngồi yên đó bằng cách là gửi những thông cáo báo chí và vận động và nêu rõ cái tình trạng của Việt Nam, không phải là tình trạng đơn giản của khủng bố và chống khủng bố. Không có đơn giản như vậy. Và những cái tổ chức khác, giống tôi nói, có nhiều tổ chức mặt trận ở trong nước, anh Nam cũng như tôi cũng liên minh dân tộc Việt Nam không thể áp đặt họ là không được phản ứng như vậy và không được phản ứng như thế kia. Cái giống như anh, câu của anh Nam nói rất là quan trọng là câu hỏi này chỉ có nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tìm được câu trả lời. Thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải biết hành xử như là một chính phủ dựa theo căn bản hiến pháp, pháp lý của Việt Nam và thế giới, chứ không thể hành xử như là cái lời dạy cách đây cả thế kỷ của Karl Marx, nghĩa là phải manh động, phải đấu tranh, rồi cũng không phải như cuốn sách cái cuốn Cách mạng dân chủ nhân dân của Trường Chinh, có nghĩa là
Nếu tôn giáo, chúng ta không kết hợp được tôn giáo, tôn giáo không nghe ta, thì ta thành lập tôn giáo. Nếu thanh niên không nghe ta, chúng ta thành lập thanh niên. Và phải triệt, cái phải tiêu diệt cái lực lượng chống đối cách mạng. Đó là cái căn bản. Nhưng thưa anh Nam, cái đó xưa rồi, thưa quý vị lãnh đạo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cái quan điểm và ý tưởng nó xưa rồi. Xưa rồi, yeah. Con rắn lột da để sống, thì quý vị phải lột áo để mà phát triển cho quyền lợi của đất nước, thưa anh Nam. Yeah. Yeah. Câu chuyện đến đây cũng dài, và chúng tôi cũng xin phép anh cả 30 phút thôi, mà chúng ta nói cũng khá tròn trềm hơn. Anh em chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong dịp tới. Một người anh mà tôi rất là có nhiều cái cảm tình và nể phục, và chúng ta sẽ có dịp gặp lại quý vị trong chương trình tới. Và bây giờ xin anh có thể tóm gọn một câu và chúng ta chào tạm biệt thưa anh. Vâng, cảm ơn anh Nam, cảm ơn các khán giả của chương trình truyền hình Việt Nam Kali. Thưa quý vị, đất nước mình đang dầu sôi lửa bỏng, xin hãy cùng nhau bình tĩnh và tìm một giải pháp để không có phân ly dân tộc và đất nước nữa. Và cảm ơn cái nỗ lực của anh Nam trong vấn đề truyền thông. Dạ, cảm ơn anh, xin chào anh, và rất mong đợi được kết nối.